Lễ hội Dương trái cây Tân Lộc sẽ chính thức khai mạc vào 9 giờ sáng nay tại đình Tân Lộc Đông, khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Lễ hội Dương trái cây Tân Lộc năm nay diễn ra trong 2 ngày từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6, nhằm ngày mùng 4, mùng 5 tháng 5, 5 âm lịch. Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ bà con đến tham quan như gian hàng quảng bá du lịch, trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm ô cốp, trái cây địa phương, hội thi trang trí tạo hình trái cây nghệ thuật, trưng bày cây củ quả lạ, hội thi bánh xèo ngày Tết Đoan ngọ sinh hoạt câu lạc bộ đơn ca tài tử